Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Thầy Trung đang ở thành phố Huế các bạn. Giờ là 5 giờ 30 chiều. Đây, mình sẽ quay toàn cảnh gần ở khách sạn mình ở nha các bạn. Đây, nay mình sẽ dắt theo em Ken nè, Nguyên và vợ chồng Tư Ngang. Hôm nay mình sẽ dẫn vợ chồng đi nha, vợ chồng Tư Ngang. Chồng Tư Ngang là người nước ngoài. Hôm nay mình sẽ dẫn người nước ngoài đi ăn cơm hến Việt Nam các bạn. Quán cơm hến ở đằng trước nên tụi mình đi bộ cho tiết kiệm các bạn. Ken đi đâu Ken? Đi đâu ạ? Ăn. Đi ăn hả? Rồi đi nghe. Mình nghe mọi người bình luận cơm hến rất ngon, là đi tới Huế là ăn thử cơm hến rồi. Ủa đi ăn cơm hến hay cơm niêu ta? Cơm niêu nha, đính chính cơm niêu nha. Cơm niêu là tức là cơm, cơm được nấu trong cái niêu phải không? Ok, let's go. Rồi Tư Ngang sẽ là người dò đường, Nguyên sẽ giữ trẻ. Tàu Trung rất là mù đường các bạn. Tới quán cơm niêu lửa nhiệt các bạn.
ốp nha. Cơm chiên trứng, rau muống sầu tỏi, cá diều kho. Đây là canh hến. Tôi tiêu đang mang ra các bạn. Đây cơm niêu nhân dân chính tới ra các bạn. Cơm niêu ở ra. Đây, cơm ở trong cái niêu là cơm niêu à. Nói chung quán này ngon các bạn, ăn no bụng, ngon hợp với vị các bạn. Các bạn có bạn nào đi du lịch Quế nha, với giá là quán cơm niêu ủng hộ các bạn, cơm niêu nữ quyền. Được chưa? Rồi đã ăn xong rồi, tính tiền xong rồi. Giờ là mình chuẩn bị di chuyển về khách sạn nha các bạn. Cái bộ về cho xuống cơm. Rồi gia đình mình đi bộ về các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.